các bạn, tôi là Hoàng Minh Chính từ Microsoft Việt Nam. Trong video thứ ba của chuỗi video hướng dẫn quản lý Azure Subscription thì chúng ta sẽ bàn cụ thể hơn về việc thiết lập subscription cho doanh nghiệp của các bạn. Trong phần 2, chúng ta đã bàn về việc bộ phận IT có thể đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống IT Directory tại chỗ của hệ thống Azure IT Directory, và nhờ đó là chúng ta không cần phải tạo account Azure IT Directory một cách thủ công nữa. Trong phần này thì chúng ta sẽ bàn cụ thể hơn về việc sử dụng hệ thống Active Directory Azure và gắn quyền truy cập như thế nào trong trường hợp mà chúng ta có rất là nhiều subscription. Các bạn nhớ lại trong phần 1 và phần 2 thì chúng ta đã bàn về một trường hợp sử dụng cụ thể của một doanh nghiệp cỡ lớn. Thì thông thường là một doanh nghiệp lớn thì họ có khá nhiều Azure subscription cũng như có nhiều billing account. Thế thì cái vấn đề ở đây đặt ra là làm thế nào để chúng ta phân quyền một cách chính xác dựa trên cái thang bậc kế thừa từ subscription đến resource group đến mức tài nguyên, nó như thế nào để phù hợp với các cái yêu cầu về mặt business của chúng ta. Chắc các bạn còn nhớ là trong Azure thì việc phân quyền quản trị được chia thành 3 mức, là mức subscription, mức resource group và mức tài nguyên. Và quyền quản trị sẽ được kế thừa từ mức cao xuống mức thấp. Một câu hỏi mà chúng tôi thường gặp từ phía khách hàng đó là vậy thì tôi cần phải tạo ra bao nhiêu subscription, bao nhiêu resource group hay là bao nhiêu tài nguyên là phù hợp? Câu trả lời rất là phụ thuộc vào việc cơ cấu tổ chức của các bạn như thế nào và việc ứng dụng của các bạn như thế nào. Chúng ta lấy một ví dụ như thế này. Khi mà các bạn ký một cái hợp đồng Azure thì đầu tiên là các bạn sẽ có một cái billing account. Billing account này thì thông thường đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì một billing account đã là đủ rồi. Tuy nhiên đối với cả những doanh nghiệp lớn hoạt động trong nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực và những ngành nghề lĩnh vực đấy thì đấy, có thể không liên quan gì đến nhau thì có thể là sẽ phải cần nhiều hơn một billing account. Thứ hai là đến subscription thì thông thường ấy, là các bạn cân nhắc phân chia subscription có thể dựa vào một số gợi ý như thế này. Thứ nhất là dựa theo các đơn vị kinh doanh. Ví dụ như là các bạn có thể tạo một subscription cho một phòng ban để nhằm mục đích là tính toán chi phí hoạt động và chi phí sử dụng tài nguyên cloud của phòng ban đó để trong cái mô hình chargeback. Hoặc các bạn có thể phân chia subscription theo mục đích sử dụng. Cái này chủ yếu là nhằm mục đích là tăng cái độ an toàn bảo mật của hệ thống. Hoặc chúng ta có thể phân chia subscription theo các dự án để tính toán chi phí cho dự án đó. Thì đây là một số gợi ý của chúng tôi về việc phân chia subscription. Thứ hai là đến resource group. Trong resource group ấy, thì các bạn có thể cân nhắc là phân chia, chúng ta tạo mới một resource group dựa theo cái gọi là logical uses. Tức là ví dụ các bạn có một ứng dụng, các bạn có thể đưa toàn bộ tài nguyên liên quan đến ứng dụng đó vào một resource group. Tuy nhiên, đối với một số ứng dụng, chúng ta có thể cân nhắc cách khác và dựa theo cái vòng đời của ứng dụng. Và đây là cách mà chúng tôi recommend. Chúng tôi ví dụ như thế này, nếu các bạn có một ứng dụng và có hai lớp, lớp web và lớp database. Lớp web thì các bạn thường xuyên cập nhật, chỉnh sửa, thay đổi, nâng cấp phiên bản. Còn lớp database thì các bạn rất ít khi phải thay đổi và nâng cấp. Thì hoàn toàn chúng ta có thể chia cái ứng dụng này ra thành hai resource group, một resource group dành cho web app và một resource group dành cho database. Ở đây có một lưu ý là resource group thì nó không thể nằm trong một resource group khác, các bạn cân nhắc khi mà tạo resource group. Đối với tài nguyên thì mọi thứ đơn giản hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ tạo tài nguyên dựa theo cái nhu cầu của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta cần bao nhiêu instance về máy ảo, về network, virtual network hay là về storage thì chúng ta tạo theo nhu cầu của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách setup Azure Subscription. Thông thường là đối với cả một doanh nghiệp lần đầu tiên làm quen với Azure thì đây là một công việc gây ra nhiều khó khăn. Vậy thì chúng ta sẽ tập trung hoàn toàn chỉ vào Subscription và chúng ta tạm thời bỏ qua tất cả những cái phần khác liên quan đến Active Directory. Chúng ta có thể lấy một ví dụ như sau. Khi một công ty ký hợp đồng Azure với Microsoft thì thông thường CFO là người đứng ra ký hợp đồng.
CMO sẽ sử dụng email của mình để đăng ký với cả Microsoft. Khi đó Microsoft sẽ gửi một cái email hướng dẫn kích hoạt tài khoản Azure và địa chỉ email này của CFO. Thì thông thường ấy, do CFO thường là người không có kiến thức về IT, cho nên là cái việc mà yêu cầu CFO đăng ký và kích hoạt tài khoản Azure nó sẽ khá là khó khăn. Vì vậy chúng tôi đề nghị là trong trường hợp này chúng ta có thể khuyên là CFO tạo một cái tài khoản Microsoft và sau đó đưa tài khoản Microsoft này cho IT Manager hoặc là đối tác của Microsoft để giúp đỡ việc tạo và kích hoạt tài khoản Azure. Thì cái tài khoản Microsoft này là hoàn toàn tách biệt với tài khoản email của CFO, cho nên là vẫn đảm bảo tính an toàn và bảo mật. Sau khi mà quá trình kích hoạt tài khoản đã xong thì CFO có thể lấy lại tài khoản này và đổi lại password. Khi mà IT Manager và Partner nhận được tài khoản này thì có thể log on vào cái portal quản trị Azure để quản trị các billing account. Ví dụ như là nếu chúng ta là một doanh nghiệp lớn thì chúng ta hoàn toàn có thể có nhiều hơn một billing account, còn nếu không thì chúng ta chỉ sử dụng một billing account mặc định thôi. Sau đó bước tiếp theo thì là chúng ta sẽ tạo ra các subscription. Thì như cái slide trước tôi cũng có nói là có một số tiêu chí, một số gợi ý để các bạn cân nhắc việc tạo subscription. Chúng ta có thể tạo subscription theo phòng ban, ví dụ như là phòng ban 1, phòng ban 2 hay là phòng IT, với mục đích là chúng ta theo dõi cái lưu lượng sử dụng, tính toán chi phí sử dụng cho từng phòng ban. Hoặc chúng ta có thể phân chia theo mục đích sử dụng, ví dụ như chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cái subscription dành riêng cho hệ thống production, hoặc là một subscription dành riêng cho hệ thống dev test. Hoặc chúng ta có thể phân chia tạo mới subscription theo vòng đời dự án. Ví dụ như chúng ta có một dự án mới, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cái subscription dành riêng dự án đó để quản lý chi tiêu nó tốt hơn. Sau khi chúng ta đã tạo subscription xong ấy, thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ tạo một cái hệ thống Azure Active Directory nằm bên trong một subscription. Ví dụ như ở đây là chúng ta tạo một cái Azure Active Directory nằm trong subscription của bộ phận IT. Sau đó chúng ta sẽ set up một cái kết nối đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống Active Directory tại chỗ với hệ thống Azure Active Directory. Sau khi set up xong hệ thống đồng bộ dữ liệu như vậy, thì chúng ta có thể cấu hình để cho phép là tất cả những subscription của chúng ta đều sử dụng hệ thống Azure Active Directory này làm nguồn cung cấp identity để xác thực, để truy cập và phân quyền truy cập vào các cái tài nguyên nằm trên hệ thống Azure của chúng ta. Khi các bạn thiết kế và tạo mới subscription cho doanh nghiệp của các bạn, thì đây là một số gợi ý của chúng tôi. Thứ nhất là việc tạo thêm subscription không có nghĩa là tăng thêm chi phí, cho nên là các bạn có thể tạo ra bao nhiêu subscription cũng được. Cho nên là gợi ý đầu tiên của chúng tôi là không nên chỉ sử dụng một subscription duy nhất. Thứ hai là khi mà các bạn cần phải migrate dữ liệu từ subscription này sang subscription kia, thì các bạn hoàn toàn có thể copy dữ liệu rất là đơn giản từ subscription này sang subscription khác giữa các số đại cao khác nhau. Việc này các bạn có thể tự làm. Tuy nhiên, nếu các bạn cần là migrate dữ liệu, migrate một cái tài nguyên, ví dụ như là một cái máy ảo từ subscription này sang các subscription khác, thì cái cách làm nó sẽ không đơn giản như vậy, mà các bạn sẽ cần phải tạo một cái support ticket để đổi hỗ trợ của Microsoft làm việc này cho các bạn. Ở đây có hai việc. Việc thứ nhất là nếu các bạn cần migrate cái file VHD, tức là file ổ cứng của máy ảo giữa các subscription lại khác nhau, thì các bạn hoàn toàn có thể copy bằng tay và tự làm. Nhưng nếu các bạn muốn migrate cả cái máy ảo từ subscription này sang subscription khác, thì các bạn cần phải tạo một cái support ticket. Thứ tư là không có một thiết kế nào là đúng và thiết kế nào là sai trong việc của chúng ta thiết kế các subscription. Các bạn có thể tùy mục đích sử dụng, các bạn có thể phối hợp rất là nhiều cách tạo subscription và thiết kế subscription và phân quyền khác nhau. Đây là một số các cái best practice mà Microsoft mà gợi ý cho các bạn. Thứ nhất là không bao giờ chỉ dùng một subscription duy nhất, và các bạn nên tạo ra nhiều subscription tùy thuộc vào các mục đích sử dụng của các bạn khác nhau. Thứ hai là rất là khó có thể design thiết kế một cách đúng đắn ngay từ thời điểm ban đầu, cho nên là thông thường các khách hàng của Microsoft khi bắt đầu tạo subscription sẽ tạo ra khoảng một số subscription nhất định, ví dụ như từ 3 đến 5 subscription cho mỗi phòng ban hoặc là cho mỗi công ty con. Sau đó trong một khoảng thời gian sử dụng
từ 6 tháng đến 1 năm thì họ sẽ phát hiện ra là cần phải phân chia thêm các subscription khác như thế nào. Và sau khi mà đã có một cái thiết kế tương đối đúng sau khoảng 6 tháng 1 năm thì họ bắt đầu tạo mới subscription, họ di chuyển dữ liệu, di chuyển tài nguyên từ subscription này sang subscription khác. Đây là phần 3 của chuỗi video hướng dẫn về việc quản lý Azure Subscription. Hy vọng là sau khi xem xong cả 3 phần thì các bạn đã có một cái hình dung cơ bản về việc quản lý Azure Subscription như thế nào, việc lựa chọn loại account nào để đăng nhập vào quản lý Azure, việc phân chia, phân quyền truy cập vào tài nguyên Azure như thế nào, cũng như là việc thiết lập các subscription cho doanh nghiệp của các bạn như thế nào.